Chị, hôm nay em đang tiếp tục là khôi thục hướng dẫn cách lắp ráp lại cái dòng xe. Cái mã số nó là ST30 nha. Dòng xe là size tầm trung nha anh chị, phù hợp cho bé từ 1 tới 8 tuổi. Phiên bản được nâng cấp từ bánh nhựa sang bánh cao su đặc, xe hoạt động qua 4 động cơ nha anh chị. Xe này là ở khu vực trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Bên em bán rất là nhiều nha, cho nên là yêu cầu một cái video cách lắp ráp chi tiết để mà anh chị ở khu vực xa mình nhận hàng mình có thể lắp theo á. Thì hôm nay em ta sẽ là lắp chi tiết luôn nha anh chị. Đây, đầu tiên là mình khui thùng nha anh chị, khui thùng ra. Xe này em bán khá là nhiều nhưng mà cái độ mà bị lỗi hư hỏng gì là cũng là hiếm thấy anh chị. Bé mà từ 1 đến 8 tuổi mình chạy xe này vừa nằm luôn nha, xe này nằm tới 40 ghế được. Cái ghế ngồi nhưng mà chỉ có bé ngồi nha. Nó nằm khoảng 2 ghế, 10 ghế là rộng nha. Cái mức giá là chỉ là 2 chục mấy thôi mà cái chất lượng của xe thì rất là xịn sò nha. Cái bánh xe này anh chị, cái bánh này bánh cao su nha, nó có độ đàn hồi này mình thấy tưng lên nè anh chị nè. Cái xe này lần trước bên em cách đây tầm hơn năm trước bên em có bán bánh nhựa nó như vậy nè anh chị. Cái bánh này là bánh xe cua ở phía sau nó làm cho kiểu cái đẹp thôi nha, chứ là không có sử dụng nha anh chị. Nè bánh nhựa nè anh chị nghe nè, đó nè, bon 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 bánh cao su nè, đó nó im hơn nha, đặt bên trong luôn nha anh chị. Mình vặn ốc nha anh chị, lấy lông đèn này lông bỏ cũng thun mình luôn nha anh chị, cũng thun này bỏ nha nè. Rồi mình lắp bánh vô bánh xe nè, nó có khớp nối mình lắp vô nha, hai lông đèn lắp luôn cũng được tại ốc anh cho hơi dài. Đó. Xe này cái size nó vừa nha anh chị, phù hợp cho không gian nó nhỏ gọn cũng được, nó cũng không nhỏ cũng không to nha. Nội thất với lại ngoại hình của xe này rất là đẹp, thấy giá cũng hợp lý lắm anh chị, 2 triệu mấy thôi. Ngày trước phiên bản bánh bánh nhựa của nó thì nó cũng đã phiên bản bánh nhựa nó là nó 2 động cơ, nó bình ắc quy nhỏ nha, 12/4 mà bánh nhựa thì nó có 2 triệu thôi, nay nó hơn được, nó hơn thêm vài trăm nghìn nữa, nhưng mà bù lại thì nó 4 động cơ luôn, nó lên luôn tới bình ắc quy 12/7 luôn nha anh chị, ampe nó cao hơn 4 động cơ luôn thì nó dễ. Còn hả mà mình tự lắp thì cũng được, mà nếu mà nó bị nhầm lẫn thì mình tháo ra mình lắp lại thôi. Bánh xe này nó giống nhau, mình lắp lộn xộn cũng được. Mùa hè này mà anh chị mua sắm tạo điều kiện cho bé mình một chiếc xe này để cho bé nó chơi mùa hè khá là thú vị nha anh chị, đỡ phải xem nhiều điện thoại tivi. Bé giờ nó cứ suốt ngày mấy cái đồ chơi công nghệ đó, nó cứ nhìn vô màn hình nó coi chơi game thì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của em bé, không có tính tự lập ha, không có xử lý được nhiều cái xử lý được những cái tình huống nữa. Nhưng mà mình đầu tư cái xe này bé nó chạy trong nhà nè, hoặc là nhà mình mà không gian rộng đó, thì bé nó chạy được ha. Cái này anh chị, bình ắc quy là 12/7 nha, mình mà rút cái cọc nhựa đây ra, nhiều anh chị không biết cái sọt như vậy là nó không có dính đâu nha. À, mình rút bỏ cái này ra. Rồi mình thử nguồn luôn, rút nguồn ha. Đề máy, máy này là đèn tắt đèn này, bật bên nè, chức năng tiến lui nhạc, kết nối được USB luôn nha anh chị. Rồi bây giờ mình lắp cái yên nha anh chị, lắp cái yên. Mình vặn hai ốc này ra nha anh chị, hai ốc chờ, hai ốc này nó chờ chờ để mà mình bắt vô yên thôi. Xé bọc đấy anh chị, có thể để bọc luôn cũng được. Yên này thiết kế nó bọc da bên ngoài, nó lấy màu tông màu nâu đẹp. Rồi, mình lắp vô nha anh chị. À, xong rồi mình bắn lại, nó có sẵn hai cái lỗ lúc nãy anh chị,
mình lắp cái bánh bánh xe này dễ anh chị nè, nó có cái đường ray nhựa nè, cái gờ đó mình ấn vô nè, ở đây nha, ấn vô đè xuống rồi, vậy là đơn giản vậy thôi. Anh chị không thích thì mình tháo bánh ra luôn cũng được, nhưng mà để thì nó ngầu nha. Rồi mình sọt cái cản vô đó, rồi cứng vô lăng nha anh chị. Rồi, vô lăng nó có cọng dây điện anh chị cắm vào đúng chiều nha. Cái mặt bên dưới của miếng kim loại này là nó phải chạm với mặt kim bên dưới của miếng kim loại ở dây chờ nha. Mình tránh trường hợp mình cắm bị nhầm á. Rồi, mình trước khi mình lắp vô lăng xuống mình thử nhạc. Đó. Bên kèn bên nhạc. Mình nhét cái dây điện vô luôn cho nó đỡ bị vướng nha anh chị. Đúng chiều nha. Rồi, nó có cái gờ nhựa anh chị đẩy xuống dần nè. Rồi. Ok nha, nó hơi rơi nhẹ nha anh chị. Đây là bình thường nha, tất cả xe ô tô đa số nó vậy. Cái kính chắn gió vô luôn nha anh chị, nó có mấy cái gờ nhựa anh chị cứ lắp ngay đúng vị trí mình đè xuống là được. Cái gương chiếu hậu cũng vậy, nó có một bên phải bên trái thì mình cứ cắm vào thôi. Cái này kính kiểu thế nha, chứ mình không có nhìn phía sau được anh chị, nó chỉ là dán cái tờ giấy thôi, làm cho bằng nhựa ha. Sao nó có hai cái đèn anh chị cắm vô luôn nha, cái đèn này đèn kiểu thôi chứ nó cũng không có sáng đèn được đâu nha, cắm vô cái khớp nè. Còn dư con ốc bỏ trong bịch phụ kiện thì nó còn có cái remote nè, với cái cục sạc anh chị. Remote này thì bé tầm 1-2 tuổi á, bé chưa tự chơi được thì ba mẹ anh chị mình hỗ trợ bấm cho bé nha. Rồi nó có 5 cái chụp nhựa này, anh chị chụp vô cái bánh xe nha. À nó có cái bộ mâm nữa anh chị, để coi cái này. À không, cái này nó chụp trực tiếp vô đây luôn anh chị đó, đẹp luôn, che con ốc lại rất là đẹp. Bên này cũng vậy nha, đúng vị trí nha anh chị, chặt vị trí nó không vào nha, có khớp hết. Ở sau sau đuôi cũng vậy nha, sau đuôi cũng vậy luôn. Ở tương tự là hai cái bánh còn lại cũng vậy. Vừa rồi là em Tân vừa hướng dẫn cách lắp ráp chi tiết. Em Tân tin chắc chắn rằng anh chị hoặc là cô chú gì ở khu vực xa ngoài tỉnh mà mình đặt hàng bên em giao hàng nguyên thùng thì anh chị hoặc cô chú mình xem theo cái clip em Tân hướng dẫn đó, thì mình sẽ lắp ráp được luôn nha. Đây mình thử nguồn lại nha. À, xe thì có nó ở trên bé tự chơi được đó, thì nó có chức năng tiếng là mình đạp ga nè, lui nè, tiếng nè, tiếng lui nha. Đó, xe chạy là rất là im nha anh chị, những đặc biệt những cái phiên bản là bánh cao su như thế này thì rất là đáng để mà mình mua cho bé một chiếc để trải nghiệm. Hai bên là cửa mở luôn nha anh chị, nó có chốt an toàn, chốt gài cửa đó anh chị đó. Còn cái điều khiển này thì dành cho bé là dưới 2 tuổi, tầm cỡ 8-9 tháng gì đó, bé ngồi vững thì ba mẹ điều khiển cho bé chơi. Đặc biệt nó có một cái tính năng là tự động nha, tính năng giống như là ngựa một bên đu đưa hoặc là lắc gì đó, tùy theo mọi người là gọi nha. Thì cái chức năng này là mình dụ bé để mà nó ngồi chịu phối hợp, nó ngồi chơi hoặc là ăn cơm uống sữa gì đó thì mình dùng cái chức năng này cho bé, giống như cái nôi tự động nha anh chị. Cái xe này ngoài màu trắng ra thì nó còn có màu xám, màu cam với lại là màu đỏ nữa nha anh chị. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi đến hết cái clip này. Thân ái hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip bên em sẽ là hướng dẫn cách lắp ráp những cái dòng xe khác nha. Chào anh chị.